Các anh chị cũng biết là siêu âm thì là phương pháp không xâm nhập chính được sử dụng để đánh giá cấu trúc và chức năng van tim nhân tạo. Và siêu âm qua thành ngực thì là phương pháp nền tảng để theo dõi và có thể phát hiện ra van tim nhân tạo bình thường hoặc rối loạn chức năng. Cho cái kia đi. Siêu âm qua thực quản, bỏ cái kia đi không, chị không nhìn thấy. Siêu âm qua thực quản là có ích, đặc biệt trong trường hợp đánh giá cấu trúc hở van, và nhất là hở van hai lá hoặc là ba lá. Đối với viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thì siêu âm qua thực quản là có ích đối với tất cả các van. Chậm thế. Em ơi, ấn sao nó không đi hả em? Em ấn sao nó không chạy? À đây. Thứ nhất là về mặt chỉ định siêu âm là siêu âm qua thành ngực cơ bản, tức là sau khi mổ xong là bác sĩ về phẫu thuật viên, về bác sĩ hồi sức người ta có thể làm siêu âm, người ta theo dõi. Nhưng mà về cơ bản là siêu âm qua thành ngực sẽ được thực hiện sau phẫu thuật thay van từ 6 tuần đến 3 tháng. Tại sao lại thời gian từ 6 tuần đến 3 tháng? Là cái thời gian này khi mà bệnh nhân mổ xong đã tương đối ổn định và khi mà bệnh nhân không còn thiếu máu và HB, hemoglobin đã trở về gần như là bình thường. Thì cái siêu âm này là cái siêu âm là để căn cứ để so sánh cho những cái lần siêu âm sau. Và trong một cái bản siêu âm qua thành ngực thì anh chị cũng biết là sẽ đo vận tốc chênh áp qua van, diện tích lỗ van và xem là có hở van không. Tóm lại là vượt một cái đánh giá van nhân tạo thì cũng tương tự như đánh giá van tự nhiên, tức là sẽ đánh giá xem van đấy có bình thường hay không, có hẹp hay có hở hay không, và hẹp hở van đấy thì do nguyên nhân gì. Thế thì các anh chị cũng biết rằng là cái chênh áp qua van nhân tạo ấy thì sẽ phụ thuộc vào loại van, vị trí của van, cỡ van và đặc điểm của bệnh nhân. Còn chênh áp có thể tăng do tình trạng tăng cung lượng, như là bệnh nhân bị thiếu máu, bị sốt, bị cường giáp, hoặc là không phù hợp giữa cỡ van và bệnh nhân. Mặc dù là van đóng mở vẫn tốt nhưng mà van nhỏ quá chẳng hạn thì cũng có thể tăng chênh áp, hoặc là bị rối loạn chức năng van do huyết khối hoặc là hở van đáng kể. Thế thì đấy là một cái siêu âm tim cơ bản. Còn khi mà bệnh nhân có thay đổi tình trạng lâm sàng, ví dụ như bệnh nhân kêu đau ngực hay khó thở hay có bất kỳ một cái triệu chứng gì thay đổi khác thường, thì lúc đấy là phải chỉ định siêu âm tim cấp để phát hiện ra các biến chứng của van nhân tạo. Và khi mà bệnh nhân có thay đổi tình trạng lâm sàng thì siêu âm qua thành ngực là cái thăm dò đầu tiên phải thực hiện. Còn siêu âm qua thực quản, sau khi đã làm siêu âm qua thành ngực và siêu âm qua thành ngực có một cái nghi ngờ gì đó thì sẽ làm tiếp siêu âm qua thực quản. Về phần theo dõi, nếu như bệnh nhân không có thay đổi tình trạng lâm sàng thì siêu âm qua thành ngực sẽ được thực hiện 1 năm một lần ở những bệnh nhân thay van sinh học sau 10 năm, bởi vì sau 10 năm thì cái tỷ lệ thoái hóa van sinh học cao. Còn với những bệnh nhân mà thay van sinh học khi còn trẻ hoặc là những bệnh nhân suy thận mãn, tức là cái nguy cơ mà thoái hóa van sinh học cao, thì lúc đấy sẽ siêu âm qua thành ngực 5 năm một lần và sau đó mỗi năm một lần. Thế còn nếu không có thay đổi tình trạng lâm sàng, thậm chí chả cần làm siêu âm tim. Van nhân tạo thì có hai loại. Thứ nhất, hai loại chính là van cơ học và van sinh học. Ngoài ra thì còn có một số bệnh nhân là chỉ được đặt vòng van thôi, hoặc là bây giờ thì có thay van qua da hoặc là clip van. Thế thì van cơ học thì sẽ có ưu điểm là van đấy là cái van mà nó sẽ theo bệnh nhân suốt đời. Về nguyên tắc là như thế, nếu như không có biến cố gì, van mà không có những cái biến đổi hay là biến chứng gì thì là sẽ thay theo bệnh nhân lâu dài. Nhưng mà có nhược điểm là thứ nhất là phải dùng thuốc chống đông, và thứ hai là cái hình ảnh siêu âm nó sẽ bị cản trở đối với cả van cơ học. Còn đối với van sinh học thì sau một thời gian từ khoảng 3 tháng bệnh nhân phải dùng thuốc chống đông xong, nếu như bệnh nhân không có cái chỉ định phải dùng thuốc chống đông như là dung nhĩ hay là những cái chỉ định khác thì bệnh nhân không cần phải dùng thuốc kháng vitamin K. Tuổi thọ thì thực ra mà nói là van sinh học tuổi thọ bây giờ có thể đến từ 15 đến 20 năm. Và cái van sinh học thì khi mà làm siêu âm thì nó sẽ cái hình ảnh nó sẽ không bị cản trở siêu âm như là van cơ học. Thế thì van cơ học có 3 loại chính, nhưng mà thực ra mà bây giờ ấy thì chủ yếu vẫn là cái van hai cánh này. Trước đây ấy thì sẽ có loại van bi lồng là cái loại mà từ ngày xưa. Hiện khi mà thời kỳ tâm thu thì van sẽ cái bi này nó sẽ thay di chuyển trong cái lồng này. Trong thời kỳ tâm trong khi thời kỳ đóng van thì cái hòn bi này nó sẽ ở vị trí của vòng van, và khi mà mở van thì hòn bi sẽ di chuyển lên cái đỉnh lồng. Đấy, hồi trước đây là van bi lồng, và đến một thời kỳ thì có van một cánh. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì hầu hết là các loại van hai cánh. Thế anh chị sẽ thấy rằng có hai cánh van đóng mở,
Và đây là cái bản lề. Thì lúc mà van đóng thì sẽ có hình, trên siêu âm sẽ thấy hình chữ V như thế này. Còn và có những cái dòng hở, thường là sẽ có 3 dòng hở trong van. Còn khi van mở thì hai cái cánh van này song song với nhau và sẽ tạo ra thành 3 cái lỗ để cho 3 cái khe để cho máu chảy qua, có hai cái lỗ van lớn và một cái lỗ nhỏ hơn ở trung tâm. Cái van này là cái van bây giờ là hay sử dụng, là cái van hai cánh. Và nhìn kỹ hơn thì anh chị sẽ thấy rằng là đây là cái vòng van, cái vòng khâu. Nếu như hở ở trong cái vòng khâu này, ví dụ hở ở vị trí này, hoặc ở vị trí này, hoặc ở vị trí này thì gọi là hở trong van. Còn hở ở ngoài cái vòng khâu này thì gọi là hở cạnh van. Cho nên là lúc mà làm siêu âm thì sẽ phải phân biệt là hở trong van hay là hở cạnh van. Còn đây là van sinh học. Van sinh học thì là có hai loại chính, là van sẽ được gắn trên một cái giá đỡ, người ta gọi là loại có stand, tức là gắn trên một cái khung. Thì khi mà cái loại van nó gắn trên cái khung ấy, thì lúc làm siêu âm thì anh chị sẽ thấy là cái khung này nó đậm âm, đây hai cái rìa của cái khung nó đậm âm. Còn van thì tương đối là thanh mảnh nếu là van mới, còn van này sẽ thoái hóa dần theo 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 thời gian. Thế còn loại thứ hai là cái loại van mà không có stand, tức là nó không có cái khung, thì lúc đấy nhìn trên siêu âm thì trông van rất là bình thường, thậm chí nếu mà không để ý còn không phân biệt được mà cái van tự nhiên của bệnh nhân. Ngoài ra thì còn có, hiện tại bây giờ là có van thay van động mạch chủ qua da chẳng hạn, thì sẽ có một cái van sinh học và gắn trên một cái khung kim loại như thế này, thì chúng ta siêu âm thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái khung đấy và cái tổ chức van sinh học. Cái van sinh học thì đánh giá tương tự như là van tự nhiên, cũng xem van có dày hay không. Lúc mới thay thì van lá van rất là thanh mảnh, ngoài cái chuyện là có gắn trên một cái khung. Còn van sinh học thì anh chị cũng biết rồi, là làm từ van của lợn hoặc là màng ngoài tim của bò. Ngoài ra còn có loại van nữa là van tự thân hoặc là van đồng loại, nhưng mà hiện tại thì rất là ít dùng. Thế cái các bước làm siêu âm qua để đánh giá van nhân tạo, thứ nhất là anh chị phải xem là van lấy ở vị trí nào, van hay ở vị trí van hay lá, van động mạch chủ hay là van ba lá, van động mạch phổi. Loại van như tôi vừa nói là van cơ học. Van cơ học thì loại gì, hai cánh, một cánh hay bi lồng. Loại van sinh học có gọng hay là không có gọng, có stand hay không có stand. Sau đó thì xem là di động của lá van. Di động của lá van thì anh chị sẽ nhìn trên siêu âm 2D. Với van nào thì sẽ có những cái mặt cắt tương tự như là trên siêu âm qua thành ngực ấy. Các anh chị đánh giá các van tương tự như là như thế. Sau đó thì anh chị xem dạng dòng máu qua van, thì anh chị sẽ xem trên siêu âm màu và siêu âm liên tục. Sau khi xem xong thì các anh chị sẽ đo trên áp qua van và tính diện tích lỗ van và xem các tổn thương khác. Các anh chị phải nên nhớ rằng là phải xem là bệnh nhân được thay van nhân tạo loại nào, cỡ van bao nhiêu, xem tần số tim của bệnh nhân là bao nhiêu, huyết áp bao nhiêu, PSA bao nhiêu và bệnh nhân có trong cái tình trạng gì bất ổn hay không. Và luôn luôn so sánh với siêu âm tim trước đó. Nhất là cái siêu âm mà từ 6 tuần đến 3 tháng như tôi vừa mới nói. Đây là hình ảnh một cái van hai lá cơ học, thì anh chị cũng biết rồi, anh chị học bài hẹp hở hai lá hẹp hở chủ rồi. Thì cái mục đích mà đánh giá van nhân tạo cũng giống như là van tự nhiên, là các anh chị sẽ đánh giá xem là van có hẹp có hở không. Thì cái van hai lá cơ học thì bình thường các anh chị cũng dùng các mặt cắt tương tự như là van tự nhiên, ví dụ đây là mặt cắt trục dọc cạnh ức trái. Thì anh chị thấy rằng là một cái van cơ học lúc đóng thì là có hình chữ V và lúc mở thì sẽ thấy có cái dạng song song hơn. Sau đó thì các anh chị sẽ xoay sang mặt cắt trục ngắn cạnh ức, thì các anh chị sẽ thấy cái di động rất là khá là rõ. Lúc đóng thì sẽ có hình chữ V như này, và lúc mở thì các anh chị sẽ thấy là hai cánh nó song song nhau. Đây là cắt mặt cắt trục ngắn cạnh ức trái. Đây cũng tương tự như thế, là lúc đóng thì là hình chữ V và lúc mở là hai cánh song song. Sau khi cắt mặt cắt trục dọc, trục ngắn thì các anh chị sẽ chuyển sang mặt cắt bốn buồng. Ở cái mặt cắt bốn buồng này ấy, thì thường thì là cái nhĩ trái nó sẽ bị che lấp bởi vì là có cái van nhân tạo nó cản trở cái chùm tia siêu âm. Cho nên là nếu mà chúng ta nhìn cái hở hai lá, ví dụ bệnh nhân có van hai lá cơ học và có hở hai lá, thì ở cái mặt cắt này cái dòng màu nó sẽ tương đối khó nhìn. Thì lúc đấy các anh chị sẽ chuyển sang, anh chị sẽ làm mặt cắt trục dọc, sau đó thì các anh chị xoay đi xoay lại, các anh chị có thể thấy cái dòng hở van. Ở cái mặt cắt này thì anh chị sẽ dùng Doppler liên tục để các anh chị đo chênh áp qua van
và tính diện tích lỗ van theo PHT. Thế còn đối với van độ máy chủ thì sao? Các mặt cắt cũng tương tự như là đối với van độ máy chủ tự nhiên. Đây là mặt cắt trục dọc cạnh ước trái. Thế anh chị sẽ thấy cái van động mạch chủ nhân tạo. Sau đó các anh chị sẽ, nếu các anh chị cho đốt lê mổ vào thì đánh giá van động mạch chủ hở, các anh chị sẽ nhìn thấy cái dòng hở tương đối rõ, bởi vì là cái dòng hở của van động mạch chủ này nó không bị cái chùm tia siêu âm che lấp, và các anh chị vẫn nhìn thấy nó gần như là van động mạch chủ tự nhiên bình thường. Các anh chị vẫn có thể đánh giá dòng hở chủ bình thường như là đánh giá van tự nhiên. Sau đó các anh chị cũng sang mặt cắt trục ngắn cạnh ước trái thì anh chị thấy rằng đây là van mở, các anh chị sẽ thấy khe đây, hai cái cánh van song song với nhau, và lúc van đóng các anh chị sẽ thấy nhìn hình chữ V. Như đối van độ máy chủ thì thực sự quan sát hình chữ V là khó hơn van hai lá. Quan sát cái van độ máy chủ trên siêu âm thành ngực và thậm chí cả siêu âm thực quản là khó hơn van hai lá chứ không phải là dễ hơn. Sau khi quan sát đóng mở trên siêu âm 2D xong thì các anh chị sẽ làm siêu âm Doppler. Với van hai lá, đây là mặt cắt 4 buồng. Thế anh chị đưa Doppler liên tục qua van hai lá, thế anh chị sẽ thấy rằng thứ nhất là cái van nó sẽ có cái click đóng mở van. Đây là hai cái click mở van và đóng van. Hai cái click đóng mở van này mà rõ ràng, tức là van sẽ là gần như là sẽ là hoạt động bình thường. Với một cái van hoạt động bình thường thì cái click đóng mở van này sẽ rõ. Còn nếu như cái click mà đóng mở van này bị mờ hoặc không rõ thì xem van có vấn đề gì hay không. Sau khi xem xong có thấy cái click đóng mở van rõ ràng như thế này thì các anh chị sẽ đo chênh áp qua van. Thì đây các anh chị chỉ viền phổ thôi, rồi máy sẽ tự tính ra, sẽ cho các anh chị vận tốc. Ví dụ như ở đây là Vmax là 1,8 m/s đây. Và chênh áp tối đa là 13-14 đây. Tức là chênh áp trung bình đây, chênh áp trung bình là 4, chênh áp trung bình là 4, tức là nhỏ hơn 5 rất là bình thường. Và tính diện tích lỗ van theo PHT, tức là anh chị chỉ cần đo cái dốc này thôi là máy sẽ tự tính ra cho chị. Anh chị PHT ở đây là 2,75. Nếu như sau rồi, xong rồi thì các anh chị sẽ có thể kết luận luôn là cái van hai lá này bình thường. Tức là các anh chị chỉ cần xem mặt cắt trục dọc, mặt cắt trục ngắn và đo như thế này, thế là xong cái van hai lá cơ học rồi đấy. Bình thường rồi, bình thường là xong rồi. Nếu như xem siêu âm cũng không thấy hở, không thấy gì cả. Còn với van độ máy chủ thì cũng tương tự như vậy. Van độ máy chủ thì anh chị sẽ tắt mặt cắt 5 buồng và các anh chị cũng sẽ đưa đốt lê liên tục qua dòng chảy của van động mạch chủ. Thì anh chị cũng sẽ thấy là cái đây là click đóng mở van, đây click mở van và click đóng van, và hai cái click đóng mở van này rõ. Đây là đối với cả van cơ học mới có click đóng mở van rõ, như van sinh học không rõ thế này, không có như này đâu nhá. Sau đó thì chúng ta mới viền phổ thì sẽ cho ta vận tốc tối đa, vận tốc trung bình, chênh áp tối đa và chênh áp trung bình. Ví dụ như ở bệnh nhân này là vận tốc tối đa là 2,7 m, tức là dưới 3 m là bình thường. Còn chênh áp tối đa là 30 và chênh áp trung bình là 17, tức là chênh áp trung bình mà dưới 30 thì cũng coi như là bình thường. Đấy. Nếu như mà các anh chị làm xong như thế này thì anh chị tạm coi là bình thường. Tuy nhiên với van độ mạch chủ thì anh chị cũng biết rằng là với van độ mạch chủ rất có hay có cái dạng mà các anh chị đo chênh áp có khoảng 40, 50, 60 là rất hay gặp. Thế thì với van độ mạch chủ thì các anh chị chắc chắn các anh chị sẽ phải đo thêm. Tí nữa tôi sẽ nói thêm là cần phải đo thêm những cái gì. Còn nói luôn là với van sinh học thì các anh chị sẽ đánh giá tương tự như van tự nhiên. Nhưng anh chị sẽ thấy đây là cái loại van sinh học có stand đây, có gọng đây. Thì anh chị sẽ thấy là có cái gọng đây và lá van thì tương đối là thanh mảnh. Đây là cái van sinh học. Thì anh chị sẽ thấy cái gọng và cái lá van tương đối là thanh mảnh. Thế thì các biến chứng của van nhân tạo thì gồm có những cái gì? Thế thì anh chị sẽ thấy rằng là thứ nhất là về biến chứng sớm. Biến chứng sớm thì cái biến chứng gì thì cũng là có, chủ yếu là hẹp hở van. Tuy nhiên ngoài ra nó còn có ví dụ như là cái tình trạng cung lượng tâm thấp, thực ra là không phải là do van mà là do bản thân cả tim, cả van, cả nhiều thứ nữa gây ra tình trạng cung lượng tim thấp. Trong cái thay van hay lá thì có một cái biến chứng nữa mà anh chị cũng biết một chút là hẹp đường ra thất trái. Có thể vì là cái vị trí của van hoặc là cái vòng van nhỏ hoặc là cái kích cỡ của van thì nó có thể gây ra hẹp đường ra thất trái. Ngoài ra một cái biến chứng tiếp theo mà các anh chị có thể gặp bất kỳ lúc nào là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Tất cả những bệnh nhân mang van nhân tạo đều có nguy cơ viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn khá là cao. Thế còn biến chứng muộn thì cũng tương tự như thế, có huyết khối,
Có hẹp van là do huyết khối, do van nớt, có không phù hợp giữa kích cỡ van và bệnh nhân, có hở van thì hở van có thể hở do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hoặc là do bong tuột một nút chỉ khâu. Và các anh chị cũng lưu ý một cái biến chứng mà anh chị nên để ý là một cái tan máu. Ví dụ như là khi mà các anh chị thấy một bệnh nhân mang van nhân tạo mà bị tan máu thì chắc chắn cái điều mà các anh chị phải khẳng định là đúng là tan máu hay không. Còn nếu đúng là tan máu, các anh chị phải đi tìm xem là có hở cạnh van hay không. Bởi vì những bệnh nhân mà bị hở cạnh van thì rất dễ bị tan máu. Cho nên là các anh chị phải lưu ý một chút về những cái chuyện đấy. Thế còn những còn đánh giá cái rối loạn chức năng van nhân tạo thì anh chị cũng dùng siêu qua thành ngực, siêu qua thực quản. Ngoài ra người ta có thể soi chiếu trên X quang, người ta sẽ thấy di động của các lá van, hoặc là trên CT hoặc là thông tim, nhưng mà siêu âm vẫn là cái biện pháp cơ bản. Khi mà các anh chị làm một bản siêu âm tim bình thường, không phải lúc nào các anh chị cũng nhìn rõ ràng những cái tổn thương hoặc là những cái bất thường của van nhân tạo. Đây là những cái gợi ý mà các anh chị bắt buộc phải tìm xem là van này có rối loạn chức năng hay không. Thứ nhất là các anh chị xem vận tốc và chênh áp qua van đấy cao, thì anh chị phải xem là hẹp van, nhưng mà hẹp ở cái dạng nào, hẹp do cái gì, các anh chị phải tìm hiểu. Thứ hai là thấy có những cái dòng hở van thì cũng phải xác định xem là hở đấy nhiều hay ít, và hở cạnh van hay trong van, và hở đấy do cái gì. Có những bệnh nhân mà chúng ta dùng đốp le màu chúng ta không nhìn thấy rõ thì anh chị sẽ dùng đốp le liên tục. Nếu như cho trên đốp le liên tục mà các anh chị thấy một cái dòng hở rõ đậm thì các anh chị cũng phải nghi ngờ đấy là hở tương đối nhiều. Ngoài ra buồng thất, ví dụ như là thay van hay lá van động mạch chủ mà buồng thất trái cứ giãn mãi ra mà không nhỏ lại thì cũng phải xem van đấy có bị hở hay không. Hoặc là thay một cái van động mạch chủ cơ học, thay một cái van động mạch chủ nhân tạo nhưng mà thành thất trái cứ dày mãi thì cũng phải xem van đấy có hẹp hay không. Và đặc biệt là những bệnh nhân đi khám mà thấy tăng áp động mạch phổi, mà nhất là tự nhiên đợt này lại tăng áp lực động mạch phổi hơn lần trước, hoặc là tăng áp động mạch phổi mãi không giảm thì cũng phải xem van có vấn đề gì hay không. Rất nhiều bệnh nhân đã đi khám mà trả lời van bình thường nhưng có một cái áp lực động mạch phổi rất là cao, cái này chắc chắn phải xem tại sao nó lại cao. Chứ còn đã tăng áp động mạch phổi là hầu như van không hề, thường là không thể bình thường. Thế thì bây giờ nói về sang phần rối loạn chức năng van nhân tạo. Phần thứ nhất là hẹp van thì tất cả các van nhân tạo đều hẹp nhẹ. Nếu mà so với van tự nhiên thì van nhân tạo là hẹp nhẹ. Hẹp nhẹ tức là bình thường. Van động mạch chủ thì chênh áp tối đa khoảng từ 20 đến 30 và diện tích lỗ van hiệu dụng khoảng từ 1,5 đến 2. Còn với van hai lá thì diện tích lỗ van hiệu dụng là khoảng từ 2,5 đến 3. Như lúc nãy tôi đã nói rồi là khi mà các anh chị đo chênh áp, cái này chỗ này van hay lá nói rồi, không cần nói nữa. Với van động mạch chủ, với van hay lá thì chỉ đo như thế lúc như trước tôi đã nói là đủ. Còn với van động mạch chủ thì nếu như các anh chị đo qua cái van động mạch chủ đấy, các anh chị thấy hơi tăng tốc hoặc hơi cao thì với van động mạch chủ anh chị bắt buộc phải đo thêm. Thứ nhất là các anh chị ngoài cái chuyện là đo vận tốc và chênh áp tối đa trung bình qua van động mạch chủ thì các anh chị cũng phải đo vận tốc qua đường da thất trái. Tại sao lại như thế? Thì các anh, sau đó thì anh chị tính cái chỉ số gọi là chỉ số Doppler Velocity Index, tức là cái chỉ số này là cái chỉ số về đơn giản là các anh chị lấy vận tốc của đường da thất trái, các anh chị chia cho vận tốc tối đa qua van động mạch chủ. Ví dụ như ở bệnh nhân này là vận tốc qua van động mạch chủ là 2 mét. Thực ra 2 mét là hoàn toàn bình thường, tại vì 22 là 4, 44 16, tức là chênh áp có 16 thôi là hoàn toàn bình thường. Còn chênh áp qua đường da thất trái, vận tốc tối đa qua đường da thất trái là 1 mét, thì lúc ấy các anh chị sẽ cái chỉ số này là giống như là các chị học bài hẹp chủ ấy, nó là chỉ số thấm mà các anh mà giáo viên giảng cái bài đấy người ta nói ấy. Tức là chỉ số Doppler giữa đường da thất trái và van động mạch chủ thì ở đây là 1 mét chia cho 2 mét thì bằng 0,5. 0,5 tức là bình thường. Nếu như cái chỉ số này mà dưới 0,25 tức là nhiều khả năng là có hẹp chủ khít, kể cả trên hẹp chủ van tự nhiên hay van nhân tạo đều giống nhau. Tức là anh chị bắt buộc phải tính với van động mạch chủ, các anh chị phải tính cái chỉ số Doppler Velocity Index này. Nếu như ở bệnh nhân chênh áp qua van động mạch chủ tăng, các anh chị phải tính xem thực sự là có hẹp van hay không. Và sau đấy thì các anh chị phải tính diện tích lỗ van hiệu dụng theo phương trình liên tục. Anh chị cũng biết rồi là bằng diện tích của đường da thất trái nhân với cả VTI qua đường da thất trái và chia cho VTI qua van động mạch chủ. Đấy, cái biện pháp cái này rất là đơn giản. Các anh chị viền phổ qua van động mạch chủ thì nó sẽ có VTI qua van động mạch chủ. Các anh chị viền phổ qua đường da thất trái nó sẽ có VTI qua đường da thất trái. Và anh chị đo đường kính đường da thất trái thì nó sẽ ghép vào máy rồi là nó sẽ ra cái chỉ số van hiệu dụng này.
Thế thì cái chỉ số van hiệu dụng này nó thay đổi và nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà anh chị sẽ đo cái đường ra thất trái nó có đúng hay không. Nếu như các anh chị đo một cái đường ra thất trái to thì cái lỗ van này nó sẽ to, nếu các anh chị mà đo cái đường ra thất trái này nhỏ thì nó sẽ nhỏ. Tất nhiên là có thể là bệnh nhân có đường ra thất trái to hoặc nhỏ, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái việc cái phép đo cái đường ra thất trái. Và một vấn đề nữa là cái đo cái vận tốc và cái VTI đấy, cái dòng chảy đấy nó có đúng là song song với cả cái chùm tia siêu âm hay không. Tức là anh chị phải đặt cái chùm tia siêu âm chuẩn và đo cái đường ra thất trái chuẩn thì sẽ được cái diện tích này chuẩn. Còn cái diện tích này anh chị đo là bao nhiêu, anh chị còn phải biện luận tiếp là thực sự nó có hẹp hay không, chứ chưa phải là cứ nhỏ là nó hẹp. Và cái chỉ số Doppler velocity index và cái chỉ số thấm này như tôi đã vừa nói, người ta có thể chỉ cần lấy hai cái vận tốc tối đa ta chia cho nhau, hoặc là người ta lấy hai cái VTI của đường ra thất trái và van động mạch chủ người ta chia cho nhau. Nếu cái chỉ số này mà nó nhỏ hơn 0,25 thì là van đấy là van hẹp fit, nếu đo đúng nhá, nếu đo đúng, còn nếu không đó là có thể đo sai. Cái chỉ số này nó tương đối không phụ thuộc vào cái dòng chảy. Anh chị sẽ phải hình dung là nếu như ở một bệnh nhân mà bị tăng chênh áp qua van động mạch chủ do tăng cung lượng, ví dụ như thiếu máu cường giáp hoặc đang có thai, thì lúc đấy cả VTI qua đường ra thất trái đều tăng và VTI qua van động mạch chủ cũng đều tăng, và cái chỉ số này nó vẫn hầu như không thay đổi. Cho nên cái chỉ số này rất có giá trị để các anh chị xem thực sự là hẹp van hay chỉ là tăng cung lượng, tăng chênh áp do tăng cung lượng. Cho nên khi mà đã đo qua van động mạch chủ tăng, cái này là cái bắt buộc phải làm và bắt buộc phải tính, chứ không thì cứ trả lời van tăng mà không biết là do tăng cái gì và chưa đo đủ các thông số là không thể kết luận được. Tiếp theo, đối với van động mạch chủ còn phải nhìn cái hình dạng phổ Doppler. Nếu như cái hình dạng phổ Doppler tức là cái thời gian tăng tốc nó ngắn như thế này, tức là cái phổ nó không phải là phổ hình tròn mà phổ nó hình tam giác, và với thời gian AT nhỏ hơn 80 mili giây thì gần như là không có hẹp van động mạch chủ. Còn nếu như mà cái phổ Doppler qua van động mạch chủ này nó hình tròn và cái AT này nó lớn hơn 100, AT tức là acceleration time, tức là thời gian tăng tốc đo từ thời gian bắt đầu tống máu đến đỉnh của vận tốc tối đa này, mà anh chị thấy rằng nó trên 100, tức là cái van động mạch chủ này rất nhiều khả năng là hẹp. Như vậy tóm lại với một cái van động mạch chủ thì các anh chị sẽ phải làm như sau. Thứ nhất là các anh chị sẽ đo vận tốc tối đa, nếu trên 3 mét các anh chị phải làm tiếp là anh chị phải đo cái chỉ số Doppler velocity index, nếu mà dưới 0,25, nếu mà trên 0,3 thì chắc là nó bình thường ấy. Còn nếu như mà nó dưới 0,25 nhiều khả năng là hẹp, lúc đấy các anh chị sẽ phải tính thêm diện tích lỗ van và xem cái thêm cái AT đấy. Còn nếu như mà nó ranh giới thì các anh chị càng phải tính theo thêm diện tích lỗ van, làm thêm cái AT, và đấy là xem là đây là do tăng cung lượng, tức là hay là do bất tương xứng giữa cỡ van và bệnh nhân. Tóm lại là các anh chị nếu như mà bình thường thì không sao, nhưng đã có nghi ngờ một cái gì đấy vận tốc tăng thì các anh chị phải làm cho nó đủ và để kết luận xem nó là cái gì. Đấy là với van động mạch chủ. Thế còn với van hai lá thì để kết luận lại là với van động mạch chủ bình thường đây là chênh áp là dưới 3 mét, vận tốc là dưới 3 mét, chênh áp trung bình dưới 20, velocity Doppler velocity index trên 0,3, diện tích lỗ van hiệu dụng trên 1,2, và nếu chia cho diện tích ra thì trên 0,85, cái này là hoàn toàn bình thường. Còn cái này là có thể nhiều khả năng là hẹp nếu vận tốc trên 4 mét, chênh áp trung bình trên 35 và chỉ số thấm dưới 0,25 và diện tích lỗ van dưới 0,8. Cái này là gần như là chắc chắn rất nhiều khả năng là hẹp. Mà nhiều khả năng là hẹp thì phải tìm xem là hẹp do cái gì. Còn cái ở cái cột giữa này là có khả năng bị hẹp. Mà đã có khả năng bị hẹp thì phải khẳng định xem là có hẹp thật hay không. Và nếu hẹp thì sao, không hẹp thì sao, thì chắc chắn sẽ phải tìm hiểu tiếp. Thế còn với van hai lá thì sao? Với van hai lá thì đây là van hai lá đây, đây là những cái chỉ số bình thường của van hai lá đây. Nếu mà bình thường hoàn toàn, tức là vận tốc tối đa dưới 1,9, chênh áp trung bình dưới 5, VTI của van hai lá chia cho VTI đường ra thất trái nhỏ hơn 2,2, diện tích lỗ van trên 2 và PHP dưới 1,3, dưới 130. Cái PHP đối với van hai lá thì cái PHP để hết sức là quan trọng, lưu ý các anh chị. Giống như van động mạch chủ thì anh chị tính velocity index ấy, thì cái này đối với cả van hai lá thì anh chị bắt buộc phải xem cái PHP này. Tại sao? Cũng tương tự như van động mạch chủ, nếu như mà cái PHP này rất là nhỏ mà mặc dù vận tốc là cao thì đôi anh chị xem có thể là ví dụ có hở hai lá, có tăng cung lượng đấy. Đây là cái bình thường hoàn toàn và đây là cái nhiều khả năng hẹp đây.
nhiều khả năng hẹp thì vận tốc tối đa là trên 2,5 m/s, 2,5 m/s. Trên áp trung bình trên 10 thì là rất nhiều khả năng hẹp đáng kể rồi. Diện tích lỗ van dưới 1 và VHT lớn hơn 200. Và ở giữa là ranh giới, thì anh chị sẽ phải tìm hiểu. Riêng với van hay lá thì các anh chị phải hiểu rằng là cái PHT là cái cực kỳ là quan trọng. Bởi vì rằng là cái PHT đấy nó, nếu như mà chênh áp tăng mà các anh chị đo PHT bình thường thì anh chị phải tìm xem là có hở van hay lá hay không, hoặc tăng cung lượng hay không. Thế khi mà các anh chị đã khẳng định là có, nếu các anh chị khẳng định là van bình thường, các anh chị không cần tìm hiểu gì thêm. Còn nếu như anh chị nghi ngờ hẹp van thì các anh chị phải tìm nguyên nhân. Tất cả van sinh học và van cơ học, cái nguyên nhân gây hẹp van đều là do hạn chế di động của lá van, hoặc là của đĩa, hoặc là của bi lồng. Thì cái hạn chế di động này nó có thể là do huyết khối, do pannus, hoặc là cả pannus cả huyết khối, hoặc là do sùi. Còn riêng với cả van sinh học thì nó còn có thêm cái phần là bị thoái hóa van. Ví dụ như bệnh nhân thay van lâu rồi thì có dày, có canxi hóa, cho nên hạn chế di động của lá van. Nhưng mà tôi lưu ý rằng kể cả van sinh học thì vẫn có huyết khối, vẫn có pannus, chứ không phải chỉ có van cơ học mới có. Nhưng mà cái tỷ lệ huyết khối của van sinh học ít hơn thôi, chứ không có nghĩa là không có. Thế còn khi mà các anh chị đo một cái chênh áp qua van cao thì anh chị phải phân biệt xem nó có thực sự là hẹp van hay không. Thì anh chị phải phân biệt với tình trạng tăng cung lượng, ví dụ như sốt, thiếu máu, giảm thể tích tuần hoàn, cường giáp, có hở đáng kể hay không. Các chị đều biết rằng là khi mà hở van thì cái dòng chảy qua van nó sẽ tăng vận tốc và tăng chênh áp. Có bất tương xứng giữa bệnh nhân và cỡ van hay không. Và có một cái hiện tượng nữa, nhất là đối với van động mạch chủ, nó có hiện tượng phục hồi dòng chảy. Tất nhiên cái này nó hơi phức tạp một chút. Và luôn luôn phải so sánh với cả siêu âm trước đấy. Thế còn các phần đo thì tôi đã nói rồi. Tiếp theo, sang một cái phần tiếp theo là đây là một số hình ảnh minh họa hẹp van. Anh chị thấy rằng đây là một cái huyết khối ở trên van hai lá cơ học. Đây là nhìn thấy rõ huyết khối đây. Huyết khối thì thường là một cái tổ chức nó tương đối là nó mềm, trông thì nó có vẻ trông nó hơi mềm, nó không quá tăng âm và nó có thể di động. Thì đây là một cái huyết khối, và đo chênh áp qua van, chênh áp trung bình là 12. Sau khi người ta dùng thuốc tiêu sợi huyết xong thì chênh áp trung bình là có 4 và huyết khối đã không còn thấy nữa. Với đây là huyết khối của van cơ học. Và đây các anh chị cũng nhìn thấy, đây là cái hình ảnh huyết khối van cơ học. Cái van này chỗ bên này không di động và nó gây ra hẹp van. Đây cũng là một cái huyết khối này ở nhĩ trái, nó lan vào cái van sinh học. Đây, huyết khối ở nhĩ trái nó cũng có thể cản trở cái dòng máu qua van, kể cả van sinh học hay van cơ học. Còn đây là pannus. Thực ra ấy, cái chuyện mà phân biệt giữa huyết khối và pannus thì nó không phải là đơn giản, không phải là dễ dàng. Các anh chị sẽ thấy rằng là trên cái hình ảnh thì là cánh van hạn chế di động. Thế còn phân biệt nó như thế nào thì nó hoàn toàn có tính chất rất là tương đối. Ví dụ như là với pannus chẳng hạn thì thường là chống đông đủ. Thứ hai là có thể diễn biến từ từ và không phải đột ngột quá. Thứ ba là từ cái thời gian mổ đến cái thời gian mà bệnh nhân có biến cố là nó tương đối lâu. Và cái pannus thì thường hay gặp ở vị trí van động mạch chủ nhiều hơn van hay lá. Đấy là những cái gợi ý thôi. Còn trên hình ảnh thì người ta bảo là pannus thì nó âm nó đậm độ hơn, âm nó sáng hơn, nó tăng âm hơn. Còn huyết khối thì nó mềm hơn, tức là trông nó giảm âm hơn. Và thứ hai là pannus thì anh chị cũng hiểu rằng là pannus thì nó từ vòng van nó đi vào, tức là nó sẽ hạn chế di động của cái cánh van từ vòng van đi vào. Còn huyết khối thì nó cũng có thể từ ở vòng van, nhưng mà thường nó bám trên bề mặt của van. Đấy là những cái phân biệt hết sức là tương đối. Còn thực ra mà nói là với bệnh nhân có pannus hay huyết khối thì nhiều khả năng là bệnh nhân cũng vẫn sẽ phải mổ lại. Còn tất nhiên là nếu mà chắc chắn là huyết khối, mà huyết khối nhỏ rõ ràng thì có thể dùng tiêu sợi huyết. Đấy là những cái phân biệt giữa huyết khối, pannus. Và còn ngoài ra thì còn có một cái là bất tương xứng giữa cỡ van và bệnh nhân. Thì lúc ấy chị sẽ đo anh chị xem kích cỡ cái van là bao nhiêu, anh chị xem cái BSA của bệnh nhân là bao nhiêu, thì xem đấy cái van đấy nó có thực sự nhỏ so với bệnh nhân hay không, thì nó cũng có thể gây ra tăng chênh áp. Đấy là những cái nguyên nhân gây hẹp van. Ngoài ra nguyên nhân gây hẹp van chủ yếu là huyết khối hoặc pannus, hoặc là do không phù hợp giữa kích cỡ của van và bệnh nhân. Còn có một nguyên nhân nữa là ví dụ như có sùi chẳng hạn,
thì nó bám trên bề mặt van thì nó cũng có thể gây cản trở cái việc đóng mở của van, nó cũng có thể gây ra hẹp chứ không phải hoàn toàn là sùi, là không không thể gây ra hẹp van. Tiếp theo là đến phần hở van. Đến phần hở van thì anh chị sẽ thấy rằng là cái đánh giá hở van nhân tạo nó cũng tương tự như đánh giá hở van tự nhiên, và tất cả các mặt cắt đối với cả van tự nhiên đều áp dụng cho van nhân tạo. Tuy nhiên là với van hai lá ấy, thì là cái nhĩ trái nó đã bị cái van hai lá cơ học nó che lấp đi, cho nên là cái van đối van hai lá thì siêu âm qua thực quản sẽ có ưu điểm hơn là siêu âm qua thành ngực nếu mà muốn nhìn hở van một cách chi tiết cụ thể. Đánh giá hở van bằng Doppler màu và Doppler liên tục. Anh chị nhìn thấy đây, đây là một cái van hai lá, các anh chị cho Doppler liên tục qua cái van này, và khi mà các anh chị nhìn thấy là cái đậm độ của cái dòng hở van nó rất là đậm như thế này thì anh chị sẽ nghi ngờ cái này là hở tương đối, cái này có thể là sẽ không còn là hở nhẹ nữa mà sẽ là hở tương đối nhiều, ví dụ thế. Khi mà anh chị thấy như thế này anh chị sẽ phải đi tìm xem là nó hở như thế nào. Với van hai lá thì các anh chị sẽ check check cái đầu dò đi ở mặt cắt chụp ngắn để các anh chị sẽ chụp chụp dọc để anh chị nhìn cái dòng màu của hở hai lá, còn với van đồng bằng chủ các anh chị đánh giá như bình thường. Đây đây mà các anh chị cũng hiểu rằng với một cái van cơ học nó sẽ có hở hồng dòng hở sinh lý, bao giờ người ta làm cấu tạo cái van đấy nó đều có cái dòng hở sinh lý, nó có từ 1 đến 4 cái dòng hở sinh lý. Thế thì cái dòng hở sinh lý là cái dòng hở trong van nó tương đối nhỏ, nó đồng tâm, nó rất là ngắn, nó chỉ có đầu tâm thu chứ hầu như nó không có toàn tâm thu đối với van hai lá, van động mạch chủ thì là thế. Nó là cái dòng hở ngắn, nó không rối, nó không rối tức là khi mà anh chị nhìn trên màu ấy, thì anh chị sẽ thấy nó có màu đỏ thôi chứ nó không phải là dòng rối. Và không có các dấu hiệu khác đi kèm. Và các dấu hiệu khác là gì? Ví dụ lúc nãy tôi nói là tăng vận tốc thì không đáng kể, hầu như không có tăng vận tốc qua van, không có tăng chênh áp qua van, kích thước các buồng tim, chức năng tim bình thường, không có tăng áp độ mạch phổi. Thì đấy là nhiều khả năng là đấy là dòng hở sinh lý. Còn nếu mà dòng hở bệnh lý thì cái dòng hở này thứ nhất là lệch tâm, có thể lệch tâm, nó sẽ hở ví dụ như dòng hở ở bên cạnh van chẳng hạn thì nó sẽ ở một cái phía nào đấy của van, nó sẽ không đồng tâm. Thứ hai là cái thời gian của nó sẽ kéo dài toàn tâm thu, giống như cái hình mà tôi vừa mới trình bày là đối với cả cái Doppler liên tục nó kéo dài toàn tâm thu và trên Doppler màu nó có nó tặng khả. Ngoài ra nó có cái dấu hiệu đi kèm, ví dụ như là tăng vận tốc, tăng chênh áp và có những cái dấu hiệu là giãn buồng thất trái hoặc tăng áp độ mạch phổi. Thế thì nguyên nhân của gây hở van thì là với hở van cơ học thì có thể là do van nớt, huyết khối hoặc sùi, và có bất kỳ cái tổ chức lạ nào trên van ngăn cản quá trình đóng van thì đều gây hở. Thế còn đây là hở trong van. Anh chị thấy rằng là hở trong van thì có hở trong van sinh lý và hở trong van bệnh lý. Thì hở trong van vẫn có thể là hở bệnh lý nếu mà hở nhiều. Đấy. Thế còn hở trong van sinh học thì chủ yếu là do van bị thoái hóa, là hở trong van, van bị dày, canxi hóa, xa van, hoặc là viêm nội tâm mạc có rách thủng van. Đối với van sinh học thì có hở trong van bệnh lý, còn van cơ học là bất kỳ cái tổ chức lạ nào trên van nó vừa gây hẹp van nó sẽ vừa gây hở van. Thế thì hở trong van đấy, ví dụ như là van động mạch chủ đây thì anh chị sẽ cắt mặt cắt trục dọc hoặc là mặt cắt năm buồng bình thường và các anh chị sẽ nhìn hở bình thường như là với van tự nhiên. Thế còn hở cạnh van thì sao? Hở cạnh van thì chủ yếu là có thể do bong vòng van hoặc tuột chỉ khâu, mà nguyên nhân hay gặp nhất của hở cạnh van là do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Và ngoài ra thì nếu mà những bệnh nhân mà mới mổ xong thì có thể là cái tổ chức nó còn đang phù nề, nó có thể làm cho cái mũi khâu với nó không thật là chắc và có thể hở van, hoặc là có thể tuột một mũi chỉ khâu và cũng có thể gây ra hở van. Nhưng mà hầu hết tất cả các hở cạnh van thì anh chị phải tìm xem bệnh nhân có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hay không. Thế đây là một cái dòng hở cạnh van hai lá cơ học. Anh sẽ nhìn thấy là nó sẽ ở ngoài cái vòng khâu. Đây, đây là cái van đóng hình chữ V đây. Và đây là cái vòng khâu đây. Cái hở này là nó ở vòng van. Tức là ngoài cái chỗ khâu cái van vào cái vòng van. Và đây là ở vị trí khâu giữa van vào cái vòng van. Thì đây là hở cạnh van. Thực ra mà nói là với cái hở trong van hay hở cạnh van mà xuyên qua thành ngực tương đối là khó thì lúc ấy sẽ làm xâm thực thực quản sẽ nhìn tương đối rõ. Trong cái van, trong cái hình ảnh van này trên xuyên qua thực quản tương đối là bình thường, nhưng mà khi mà cho Doppler màu vào thì có một cái dòng hở cạnh van khá lớn. Đây các anh chị cũng nhìn thấy, đây là van, đây là cái vùng khâu giữa vòng van
vào cái vòng van của bệnh nhân, thì đây là một cái dòng hở cạnh van khá là lớn. Ở đây không không làm hình động vì không có thời gian, nhưng mà đây là cái hình ảnh bong van, tức là cái van mà nó di động lắc lư theo cái rocking motion, tức là bệnh van di động lắc lư là do là bong van, và chủ yếu nguyên nhân cũng là do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Và đây là van bị bong, van động mạch chủ bị bong. Nói một chút thôi là cái van hay lá ấy, nó có người ta gọi là hở giả, giả 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 hở. Thực ra đây không phải là dòng hở van một cách thực sự, mà đây là dòng chảy qua van động mạch chủ. Khi mà người ta khi mà chúng ta nhìn thấy cái dòng xanh xanh thì chúng ta cứ tưởng là hở van, nhưng khi mà chúng ta cho đốc lê liên tục vào thì chúng ta lại thấy rằng đây là dòng chảy qua van động mạch chủ chứ không phải dòng hở hay lá. Thì các anh chị sẽ thấy rằng là đây hoàn toàn không phải là hở van bệnh lý, mà đây là dòng chảy của động mạch chủ. Đối với cả viêm van nhân tạo thì có một cái biến chứng rất là có thể gặp là cái viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Thế chị sẽ thấy rằng là cái viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn này thì các anh chị cũng biết là có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn sớm và viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn muộn. Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn sớm thường là trong vòng 2 tháng sau khi mổ và liên quan đến cuộc mổ. Còn viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn muộn thì nó có thể gần tương tự như van tự nhiên. Thì cái van cơ học ấy thì thường là nó liên quan đến vòng van, tức là cái tổ chức vòng van, cái vi khuẩn đấy nó hay tại vị trí vòng van và nó gây ra hở cạnh van, và hiếm khi nhìn thấy sùi ở trên bề mặt của van. Cho nên tất cả những cái hở cạnh van đấy là phải xem viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn đấy. Thế còn với cái van cơ học, với cái van sinh học ấy, thì cái hở này nó tương tự như với cái viêm nội tâm mạc này, nó có hiện thể trên cả lá van, cả vòng van. Tức là các anh chị sẽ có thấy với van sinh học thì anh chị có thấy sùi ở trên lá van như bình thường và vẫn có thể thấy hở cạnh van như cạnh van, nhưng với van cơ học thì hầu như anh chị khó mà nhìn thấy sùi được, hầu như không nhìn thấy sùi và sẽ thấy dòng hở cạnh van và có thể thấy sùi ở cái vị trí vòng van. Thế còn biến chứng của viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thì anh chị cũng biết rồi là suy tim, có thể tạo thành áp xe, có thể hở trong van hoặc hở cạnh van, có thể gây ra hẹp. Tại vì nó cản trở cả đóng cả mở, nên vừa gây ra hẹp vừa gây ra hở, có thể gây ra tắc mạch, gây ra rối loạn dẫn truyền. Thì với viêm, ví dụ như ở đây là đây là van động mạch chủ, và các anh chị sẽ thấy đây là áp xe van động mạch chủ, và thấy đây là thấy sùi van động mạch chủ cơ học, và đây là cũng là thấy tổ chức của van động mạch chủ sinh học bị phá hủy do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, và đây là hình ảnh sùi của van động mạch chủ. Thế còn thực ra thì van ba lá thì thứ nhất là cũng cái dữ liệu của van ba lá chưa nhiều, thứ hai là số lượng bệnh nhân thay van ba lá chưa nhiều, cho nên là với van ba lá thì cũng chưa có những cái thông số hoàn toàn bình thường. Nhưng mà nếu như một cái van ba lá mà bệnh nhân được thay một cái van ba lá mà anh chị trên siêu âm anh chị thấy rằng là vận tốc tối đa trên 1,7, trên áp trung bình trên 6 và PHP trên 230 thì những cái dữ liệu này có thể nghi ngờ là rối loạn chức năng van ba lá, thì đấy các anh chị sẽ tìm hiểu thêm. Thực ra dữ liệu của van ba lá chưa nhiều và số bệnh nhân thay van ba lá cũng không nhiều. Ngoài ra thì cái diện tích lỗ van hiệu dụng đối với cả mỗi loại van và mỗi một vị trí của van nó cũng khác nhau. Cái này thì các anh chị sẽ đọc xem trong tài liệu thôi, chứ cái này cũng chả ai nhớ được. Thì cũng không nhất thiết là phải nhớ ở đây. Thế tóm lại là siêu âm qua thể ngực là thăm dò cơ bản để theo dõi bệnh nhân mang van tim nhân tạo, và siêu âm thực quản sẽ được chỉ định khi nghi ngờ rối loạn chức năng van trên siêu âm qua thể ngực. Và tất cả các bệnh nhân được mang van nhân tạo mà có thay đổi tình trạng lâm sàng thì cần phải được làm siêu âm tim ngay. Khi siêu âm tim thì cần tìm nguyên nhân hẹp van và hở van. Các nguyên nhân gây rối loạn chức năng van nhân tạo thường gặp là với van cơ học thì do huyết khối pannus, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Còn với van sinh học thì cũng có huyết khối pannus, nhưng mà chủ yếu là do thoái hóa viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Phần trình bày đến đây là hết, đúng nửa tiếng nhé. Minh chị có ý kiến gì không? Minh chị có ý kiến gì không? Thực ra bài này hơi dài nhưng mà thời gian thì hơi ngắn thôi, cứ thế thôi. Ở đây bài giảng thì ở phòng đào tạo thế cho gì đấy thì cứ cho đây này, lên cóp đây này, cho thoải mái, phòng đào tạo thế cho.
cái bài bài giảng thì không thành vấn đề, phòng đào tạo dễ cho, đấy cũng không khó. À, thì có ý kiến thì không? À, sao học tiếp theo bài sau luôn đúng không? Thế thôi nhé, 3:30 rồi, sẽ có người khác vào giảng rồi. Nếu mà người khác chưa vào giảng thì có ý kiến gì thì sẽ trả lời nốt. Cái gì cơ? Đấy, thích đọc thì đâu? Đấy. Đấy, ví dụ một câu đấy. Đấy, cái đây một câu đấy, thích đọc thì đọc thôi. Thực ra thì là người có ấy cơ, người có chức năng ra đề cơ, chứ còn tao cũng chả ra đề đâu.